tất cái tầm xua chôn mong mẹn thì mình phụng chăm xua sai món ớt. Con sơ nó nông nè Facebook free Facebook free mê riêng ai tại miền con sơ để thử có đón nó con sơ nó thêm nhiều vơ nè mà riêng nông nạ thom tá vì tùng đọc mùi đọc pin nè mong bắt cụ đã midterm hai hai nó không nông Google Classroom nè hay thơ tới dân sập mít nó nè mà thì này dân nó là lại nha ý kiến nó cũng chôn mà dân mà ấy thế lại đọc vô vô một Telegram nắng ơi cảm thi tràn với cái này cho tam phố là buồn hiên ai download cầm thì mua cái đã thêm viewer meeting đã thêm viewer meeting à dân pra tam tu sắp thêm viewer bây giờ pra thêm viewer thom đá ban ta xem đẹp remote tay đập bây giờ join meeting chẳng dân pra cầm thêm tiếp theo thêm viewer meeting ô dân meeting mới tiết đấy lúc không? Nắng này meeting bây giờ bằng meeting tới với ô dân quay ID à nãy giờ anh châu tới tới Google Classroom đây tên này cha nó không chà khu gì tới sao IT dân cứ là đã hạ bài năng món chân này là hôn món còn sao IT dân nó chọn đò nó chọn IT dân bà sân dân mà ca nắng sửa nó chứ người dân online hiện vậy nào thế nào vậy ấy nắng vì mình bị do chở nó này thì dân ai thi làm bên tới mình dân ai thi mình về đây bị điện thông thoại còn mình lên năng mạng đấy vì bị chăng ta slide anh chẳng hay cầm thi ai cho ồ tất cả hai nhóm bao nhiêu thực tế miền này cái hát lên phải ai thế này mà này ai sai tập hát giờ hỏi là những cà phê quá ba đấy giờ hỏi là cà phê quá ba chưa quyền clan ai bị chọn tam phần tơ vậy á phải ai ăn ngu tức ăn ngu tức giống mèo đâu corona về hen chỗ này khăn luôn mồm mỏ về hen chỗ này ấy khăn vua phong má ngủ chọn con lúc này đòn cao này chưa về game tao mới như vậy đó là cái này giờ đọc về chiếc men sầm nú su mà và ho là của mấy cái muốn đọc su với này tao có bảo sân ba cầm ra số luôn thêm thêm dù vừa nắng dân download mà dân pra tam computer
dương đầm lao tại cam thi thêm vô thêm dù vừa mùi tới viên miên tầng phi mà bài thao viên miên mẹp pra tù tớ hay năng viên miên sổ mẹp dương meeting tại đọc viên pra lợi tù sáp thật đón phi bởi dương pra sổ mẹp meeting cứ dương miên thêm dù vừa meeting hay đọc viên là mùi tiết thêm dù vừa thòng ra vì bài hạ ở đó bài chị anh một internet bởi dương dương mơ speed mơ internet chơi mơ vì bàn phô lương ấy được mùi gọc ông tàn có hóm và xe ba có hóm mùi xe ba cầm lương ấy của nó ai xìu ba lương tới bàn anh thở cả bàn lương thấy anh mà thở cả bàn chồng cho mấy bàn phê hay năng nẹt khủ cho bàn sùn mấy hay mày cọp xây bên phải nhà khang này cô ấy phê nhờ internet đa lướt này bà đã bột nát ấy ạc khơi nông group telegram ạc khơi chơi lại sao bột nát bắt chân mang bột nát lúc hù đừng kì khôi chất xây kia là nâng bà đó lắm môi bình nhập thay ứng cô nà cho bếch bà chơi tà rừng này nè mơ à là bên internet bao dương 4G 3G đó nè dương mơ là nâng tấp hai và sân chia con sân này con nâng thành cao lắm con nâng quy tam mà tam hàng về ấy con ai pra internet mà từ mua cửa hàng về bảo kê tới có việc là o mà dạng này phần pra là tu sắp tu bay gì dạng ná con nâng tại vì mình xua được dân pra là computer tê nâng á ba khang số may hay năng phê cái chỗ mà plok ở miền tây ấy mình tịch phong chỗ mà mẹ tiệt đấy là cái nắng mùa ấy bà dân ba đồng nà ca tàu ấy khuyên mau gì bà ta ấy xong sai ta nẹ chỗ nè cố nhóm cùng phá lưu công tơ đã bật lại xe wifi thì lúc đó cái nơi cổ bột hay chẳng miền mát xuống cái nơi tết á, cái miền nơi mát á, cái nơi cổ bột á mát ấy, mà đi mẹ nạ cái ôi tôi lạnh mà nước sáng thì mình chênh dụng tết không á nơi tết đâu giật nế á dân xe internet và dân xe bà xanh chị dân xe tam sai, phạt sai đó, nhưng mình phạt tam
phải đọc sai vì đọc sai là ôm ở đây internet dân cũng được dùng chứ dân ai đọc sai đọc sai đó dân xe internet bị tu sắp còn tại dân xe tam giác sai chẳng mong bụng mũi đọc nhạc tí bà khơi mong mà nhạc tí đây tại tao khinh gạt mua phú nâng nạ kế nâng nông rộp châu mọt mây mơ tìm tốt à lấy ai đi nâng tình mắt này ai đi nó bị giật miên vì miên bị âm nó thành một mùi phong đấy thì tụ ta bị âm là so âm nó bị mau mau xẹp hay vậy lấy cô đóng tin tôi lấy cô bạn thầm thử mà ok bạn này pram này ai cái rò tần ná rò tần ná hai chữ ngâu mùi tiếng nó ngâu ấy một computer chmua computer nó chmua computer bạc khủ ấy ngâu mày đấy ngâu ngâu tôi ba đấy lưỡi sô cùng về vậy rồi tần á mẹ nẹ pra tam tu sạp mùi ấy mẹ nẹ pra tam tu sạp mùi ấy nè giờ đang nạ cái tế em chui phạt mua củ phong này chơi mấy ấy ba 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 sai pram sai bấy buôn sai pram sai phép nha bầy à sao vậy ta mấy bạn thời trò học bán internet bây giờ mới còn mình à so âm nó âm tôi cùng với âm thông ra âm tôi mà mùi bì bay bùn pram pram mùi nè tạm bất hay dân nè châu rung chong châu rung chở nè bân vi phung tờ của bà internet nè rồi mẹ bà sân chia đạp đạp lưới đạp đạp lưới xong lên khu chụp bát ai chờ tam miên tụ sắp ấy ai mơ tam lai facebook của cụ tuần lai facebook đài cho tới ai xong lấy nó được lưu với tôi tập lưu nè
con sơ à. Internet là đã đầy treo bạn cho các kia dân cho bạn là của môn bà này hát cùng cho được khu ba của môn bà này hát này dân miền cam thì xuống mẹ miền cam thì xuống ai chờ đồng lăng cam thì xuống mùi tiết của bạn này này dân miền cam thì sky ấy và miền cam thì sky đồng lăng cam thì sky mùi tiết của bạn này cam thì sky mùi tiết của bạn này. Xong mà bạn tích đọc xe bánh hà ở cái dân một tích sân này xong bạn tích sân đọc xe bánh hà nó thêm dữ vời cái dân tích phụ dân xong lấy bao chó người nhẹ nhàng tích lâu dân pra cầm thi xuống mới xuống chứ còn cầm thi xuống đấy riêng rõ sai xong này tí với đánh mặt đỏ nè sai làm thứ ok thì dân ban cho ban chờ này hay hai dân mình đã xác quật cùng cùng rong khu tam bất thử para thêm dù vơ đây thêm dù vơ về error tràn tích cho rồi đa luôn điệp ta là gọi khát bây dân chập đau mỏng á nè nâng ai dân chập đau mê điên mỏng tới dân ban khí bằng phần nế bằng phần nế ban hà sập phê rôi đây hà sập phê rôi nè không nạ riêng em đang tham biên nè châu rùm to tí cờ châu rùm bà ta tớ chẳng cũng xong chết nè không group đây mình toàn ban châu rùm cam thí dân download cam thi zoom đại cụ bạn họ là thằng lớn ác nhưng download cam thi zoom mỗi máu tam cùng thập của bán tam cùng thập bán này và có làm mấy cho những thi của bạn nhà link link của bạn nhà của mình cho tới và cho tới những cho những cho nhà con phần mình như bạn này buồn hiền cho lấy buồn hiền ta chân khu chập đam mê riêng chứ
Anh chân dân to mê riêng dân vì không thân nạc máu. Dân dân vì ca thôi ca rau. Và lỡ ní dân anh ở vọt lạc lại lỡ xa tích rau nè. Chân khủ xông lực. Làng bình tích. Thật ta bê ná dân pra xa tích rau. Chân đô khăn ông mê riêng kì bàn pra xa. Providing is our routing table maintained in smaller network that are not expected to grow significantly. Chứ mai tha cái process đó nó phải đại dương thuê ca từ lâu tổng hôm network mua đại tàu hai vì chỉ một phép ca nghe mua đại nghe xuống đấy việc đó thì nghe xuống là ca route khơi mê đến slide cụ tư ta anh khơi cụ share screen nào anh là chân này dân stamp bà sân chi ọt miền ấy tế bà sân miền sầm nú dân su của mọi tròn nghe nè còn nó lại nè su cụ nè nè này dân bàn đọc nè anh đọc ấy chờ này nè tp thay pra static route guitar routing to and from staff network. A staff network is a network accessed by a single route. And the router has no other neighbors. Staff network ngi tới គឺ គេ សំដៅ ទៅ លើ router មួយ ផ្សេង ដតៃ ទៀត. និយាយ ទៅ router គោល ដៅ ដែល យើង ចង់ ភ្ជាប់ ជាមួយ ហៅ staff network ហើយ ណា អញ្ចឹង និយាយ ស្រួល យល់. ហើយ មួយ ទៀត បាប វិញ នឹង លឺ មិញ នេះ. ថា កែ ប្រើ ប្រាស់ នៅ single default route nó không static route miền pi tiệt chân khủ lực lao với nhá nó không static route miền miền static route thì bạn chạy pi chạy static route nó miền default route anh chơi mày đi mày nhé anh nói nghe mày kêu chúng được nông static route nâng việc bàn bàn chạy chỉ pi tôi tiết đồng ca thôi route mũi cái hào tha default route hay mũi tiết cái hào tha static route đấy và khi bàn chạy cái static route từ từ ra đồng bay tí mũi ta ra đồng bay chuột và ra đồng bay chuột từ căn network na mũi chạy lẹ tivi thì tha đó là gateway này là resort sòng nháp start network tivi thì tha start thì đó pra nó về để dân trong cái mình thôi chụp luôn này cả này cả em thay rau đấy này cả thay rau rồi chụp một tí bún thì tha pra start thì đó cứ đồng bay bằng cá nơi cả bệnh áp rau mũi nó nóng đẹp khăn đá rau sống khăn nước vì phèl vì mình phải hả mày ấy lơ lơ bố lơ bắt khỉa pin nè Ok. Tao mày nói xù ấy, đúng. Nói xù đấy. Tôi cũng xong mà static route ra đi. Tao. Static route. Bởi dân dịp static route không static route nó kì bán bán chai chỉ vi tiền đây tìm mũi kì hào tha default static route hai mũi tiết kì hào tha static route chân ạ default static route nắng kì nó bị vô lòng bay cao lỡ nếu kì bị vô lòng bay static route static route cũng vậy là vậy nhé
static route មាន 2 មានតូចតូចក្នុងនោះទៀតមួយគេហៅថា default route មួយទៀតគេហៅថា static route ណាបាទ default route static routeឈ្មោះដើមវា static route ជាបច្ចេកទេសមួយក្នុងការ route ហើយនៅក្នុងបច្ចេកទេស static route ហ្នឹងបានបែងចែកជា2វិធីសាស្ត្រទៀត2តូចតូចទៀតដែលគេហៅថាមួយគេហៅថា default route មួយគេហៅថា static route ហ្នឹងតែម្ដងណាឥឡូវនេះ slide យើងកំពុងតែមើលឃើញនេះគឺកំពុងតែបញ្យលតកតោជាមួយហ្នឹង static routeការប្រើប្រាស់ static route គេថាប្រើ static route នៅពេលណាដែលយើងចង់តបជាប់ទៅកាន់ network ណាមួយជាក់លាក់ហ្នឹងណាទី2គឺយើងប្រើវានៅពេលដែលយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ផ្ដល់នៅ gateway នៃ last resort អមីមុនសម្រាប់ start network last resort នេះចាំដល់ហើយថាយើងជាប់ពី network ពីសាខាមួយទៅសាខាមួយអញ្ចឹងបើយើងប្រើ static route វានឹងជួយឲ្យដឹងថាតើសាខាមួយហ្នឹងភ្ជាប់ទៅកាន់សាខាមួយទៀតហ្នឹងតាមរយៈ default gateway មួយណាហើយ default gateway នៅក្នុងថ្នាក់គ្រូបាននិយាយហើយថាស្អីទៅជា default gateway បាទ default gateway វាជាប្រភេទ IP address មួយដែលយើងប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកាន់ network ផ្សេងដទៃទៀតហើយចំណុចទី3ដែលយើងប្រើ static route ហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយចំនួននៃការ add បន្ថយ route បាទ add បន្ថយ route បាននេះទី4យើងប្រើ static route នៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការបង្កើតនៅ backup route នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែល primary route ហ្នឹងត្រូវបាន fail ពីនៅក្នុងយើងធ្វើវាដើម្បីជួយទុកសម្រាប់សកួរពេល route មួយ error ឲ្យវាធ្វើការជំនួសបន្តអសនទៀតទៅយល់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងពី standard static route ដែល connecting to a stub network យើងមើលរូបហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីការតភ្ជាប់ទៅកាន់ stub network នេះយើងមើលរូបឲ្យឃើញនៅក្នុងនេះគេដាក់ថា stub network ហើយនិង stub router ឃើញទេចឹងអា network ដែលមានរូបពពោះពពោះដាក់តែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគេមាន router មួយកាលណាវាភ្ជាប់មកកាន់ router មួយផ្សេងទៀតចឹង network ឬមួយឧបករណ៍ដែលនៅខាងក្រោម router មួយផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគេហៅថា stub network នេះគេគូរង្វង់ពោរៀងលឿងនឹងជុំវិញមកឧបករណ៍មកខ្សែហ្នឹងហើយដាក់ថា stub network ណា stub network ចឹងធម្មតានៅក្នុងnetwork មួយមាន router បាទមាន switch ហើយនៅមាន computer ក្រៅនេះចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាមួយ network ហ៎ព្រោះយើងដឹងថាឧបករណ៍ router មួយ interface របស់ router វាស្មើនឹងមួយ network ហើយនៅលើ router Cisco router មួយបាទវាអាចមាន interface ច្រើនហើយ interface នៃមួយនេះមួយมันអាចមាន IP ដូចគ្នាទេបាទណារុនយើងដោតមួយមួយហ្នឹងយើងមិនអាចដាក់ IP ដូចគ្នាបានទេគឺក្នុងមួយរុនត្រូវតែមួយ IP ហើយមួយ network តែម្ដងណាបាទឥឡូវគេនិយាយពី default static route ដែលគ្រូសេលើគ្រូសេកាត់គ្រូច្រើនហៅកាត់ថា default route default route ហ្នឹងណាមួយ static route មួយទៀត default static route គ្រូបញ្ជាក់ឡើងវិញតើគេប្រើ default static route ហ្នឹងនៅពេលណានៅពេលណាតាមមេរៀនគេនិយាយថា default static route គឺជា route មួយដែល match នៅគ្រប់ packet all packet បាទទី2គេថា default route គឺវាបានកំណត់នៅ gateway បាទ IP address ទៅកាន់ router ណាមួយដែលផ្ញើរាល់ IP packet ទាំងនោះហើយវាមិនបានសិក្សាទៅលើបាទវាមិនបានសិក្សាឬមួយក៏ static route អីទេបាទអញ្ចឹងចង់និយាយថាអា default route ហ្នឹងគឺវាភ្ជាប់ទៅកាន់ឲ្យតែ network ណាដែលភ្ជាប់ទៅដែលតាក់ទងមួយយើងគឺវាឲ្យភ្ជាប់ទៅទាំងអស់វាអត់ជាក់លាក់វាខុសពី static route យើងនិយាយមិញ static route យើងនិយាយថាវាភ្ជាប់ទៅកាន់ network ណាមួយជាក់លាក់ឃើញទេ
តែអានេះអត់ជាក់លាក់ទេណាទាំងអស់គេហៅថា make all packet ហ្នឹងគឺទាំងអស់តែម្ដងអានេះយទូទៅគ្រូនិយាយខ្លីទៅគឺគេប្រើនៅពេលដែលប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែលយើងទិញឧបករណ៍ Cisco router មកប្រើដើម្បីឲ្យអាចដំណើរការអ៊ីនធឺណិតបានគឺយើងត្រូវប្រើ default route ហ្នឹងព្រោះអីបានត្រូវការប្រើ default routeយើងមិនដឹងថានៅក្រុមហ៊ុនយើងនេះពេលដែលភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតមិនដឹងថាបុគ្គលិកយើងបានភ្ជាប់ទៅកាន់ website ណាខ្លះបានប្រើអីគេខ្លះឃើញទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងប្រើ default route ហ្នឹងគេប្រាប់ឲ្យថា all packet send all packets ណា send all ip packets អញ្ចឹងវាអត់ខ្វល់ទេឯងប្រើទៅកាន់អីភ្ជាប់ទៅកាន់អីបើក website អីគឺវាភ្ជាប់វា route ទៅទាំងអស់ឃើញទេតែបើយើងប្រើ static route អត់ទេចង់ស្គាល់ទៅខាងណាយើង route ទៅកាន់អាខាងហ្នឹងអាណាដែលមិនបាន route អត់អាចតាក់ទងគ្នាបានទេតែ default route អត់ទេណាគឺស្គាល់ទាំងអស់តើវាស្គាល់ទាំងអស់ដោយបានវិធីសាស្ត្រណាបាននៅខាងក្រោមវាប្រាប់ default static route is simply a static route with 0 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
ញាមពី static route ឃើញទេបាទនៅក្នុង router ហ្នឹងឯងយើងមើលណាយើងឃើញរូបអញ្ចឹងសាមញ្ញអញ្ចឹងតែដូចយើងធ្វើ lab អញ្ចឹងបាទមួយ router ហ្នឹងអាចនឹងស្មើមួយសាខាអាចស្មើនឹងមួយខេត្តណាអញ្ចឹងគេគូអញ្ចឹងជាប់អញ្ចឹងឃើញនៅក្នុងឃើញ router ទាំងអស់ហ្នឹងឃើញពីខ្សែមួយមួយឃើញមាន IP ខុសគ្នាយើងមើលណាបាទមាន 172.21 បិចអញ 172.23 បិចបណ្ណញលើ 172.20 172.22 អញ្ចឹងសុទ្ធតែ IP ខុសគ្នាទាំងអស់សុទ្ធតែ network ខុសគ្នាទាំងអស់មាន IP គឺ network ផ្សេងគ្នាតែម្ដងឃើញទេបាទ network ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលអូគិតតែទៅតាមអញលេងអីណាគេនោះគ្នាយើងមិនមានការងារអីយើងអាចស្ងាត់ពេញសិនណាហើយមហានគ្នាយើងក៏គង់ស្ដាប់ដែរព្រោះគ្រូបើកសំឡេងឲ្យនិយាយទាំងអស់ហើយនិយាយមកលុយលេងអញ្ចឹងយើងមើលនេះយើងមើលប្លង់ network ដែលយើងគង់តែមើលឃើញនេះនឹងឃើញតែមានឧបករណ៍ router 4អញ្ចឹងអា4ហ្នឹងក្នុងចំណោមមួយ router មួយ router ហ្នឹងគេហៅថា stub network មួយ stub network router មួយនេះគេហៅថាមួយ stub network router មួយនេះក៏មួយ stub network អានេះក៏មួយ stub network អានេះក៏មួយ stub network ហើយយើងមើលរវាងចន្លោះខ្សែពោះខ្មៅនេះឃើញខ្សែពោះខ្មៅហ្នឹងវាមាន network មួយផ្សេងទៀតពួកអីឧបករណ៍2ហ្នឹងភ្ជាប់គ្នាវាត្រូវការប្រើរុន2ផ្សេងអញ្ចឹងរុនមួយចូលកាន់រុនមួយហ្នឹងគឺត្រូវការប្រើ network មួយផ្សេងហើយនៅអាខាងក្រោយនេះអាគំនូសពោខ្មៅគេដាក់អញ្ចឹងណាពោខ្មៅអស់ត្រង់មួយអាហ្នឹងគឺគេគូកាត់ថានៅខាងក្រោយហ្នឹងវាអាចមានកុំព្យូទ័រវាអាចមានអីផ្សេងផ្សេងឧបករណ៍ជាច្រើនមាន wireless មានអីច្រើនទៀតតែគេគូនេះគឺគូតែមកកណាត់ត្រឹមតែ router ឯងណាតែពិតនៅខាងក្រោយខ្នងវិញគ្រូថាចឹងមួយ router ហ្នឹងអាចស្មើនឹងមួយអាគីក្នុងមួយអាគីហ្នឹងសួរតើមានឧបករណ៍អីគេប្រើខ្លះឬមួយក៏អាចស្មើនឹងមួយសាខាតើមួយសាខាហ្នឹងអាចមានកុំព្យូទ័រប៉ុន្មានខ្លះណាគាត់គេគូអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើង design network យើងត្រូវគិតអាចចន្លោះភ្ជាប់ខ្សែនេះរវាង router មួយទៅកាន់ router មួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវការ assign network មួយផ្សេងទៅទីទៀត
hai à sử map bấm bay từ ao switch pra sử map càng nghe dương cho bật căn computer printer xem xây nắng cứ tới pra network một xây tiệt chẳng phải để dương trong này ôp co router tiền bu năng score này cứ dương thời ca rào này lâu của lâu thì họ thà 300 phải để lo ăn một bát khu và hàng tích tới dương đi ô ti họ thà chè nhưng mà tôi có thay dân trong cho router mới nè đại miền IP mà rồi chặt pi cho một thầy muối chóp mà căn router mới được đại này ở việt score nè chẳng phải dân thuộc cả router đó dân đừng router viên em rồi chặt pi cho một thầy muối một căn mà rồi chặt pi cho một thầy tới router pi đang ai thì nè nó nè bạn hai nơi thằng khỏi router đi miền tây tiết nó dân router to thì từ và lúc này vậy thì floating static route và floating static route floating này kia nhiều pin chạy tên nó ca ca backup là vì tiền ca backup này nè người ta floating static route cứ chỉ static route để prapra là bay bắt đó là backup nhé chẳng cái ca prapra floating static route nó cứ cho nhiều pin chụp nó chạy tôm với ca backup bạn cảm thấy tục cho nó nâng sáng trăm mà dân bạch tê cối của cụ trong rung dân người ai thôi là sai mình bạn hai nếu chi comment comment đại prao sử mẹ prao nơi không thân nạ riêng của bạn ai có bọt hai ai video của bạn thọt tục bạn hai đá chân ở lại nếu chi còn lên vô comment mùi câu cứ comment sử mẹ prao ok nói như cái nhiệm pin nick hook option ấy tới hao thành nick hook ấy tới hao thành nick hook cái tha nick hook nhưng ai cũng not bán tam rồi với IP address exit interface or boss và nhưng ai cũng not nick hook bán tam rồi với IP address rồi mình có exit interface rồi ai cầm nó ban loại pra tàng phi này để tương lai tàng phi này tàng IP address tàng exit interface ấy tới hai exit interface ấy exit interface đó xin học cái này ấy mấy giải bài chết đấy. Đó, dân tâm ông phơ ăn mít thơm tay khu xong bị dìa đó. Khu bị dìa đó một phần lại. Thầm bây bị ở dân phơ mít thơm. Chẳng mong phần lại. Tân ăn mít thơm của bạn của họ nó không là cao một thi Google Classroom. Ok. Lời dân to tiết. Thôi cho một con chú. Cho một con chú. À, phải bắt camera đi. Đó. มาจําอะไรมาใหญ่มาใหญ่ลึกโอ้ไผ่ก็ขอไล่จังบาดวิดีโอลูกโอ้โอ้ที่บาดวิดีโอเอ้จําบาดวิดีโอบ้านน่ะมันได้ขอครูคลายถ้าយើងวิออกรู้จ้ะอินเทอร์เน็ตอ่ะอย่างมาได้บ่รู้เลยยังใหญ่ ok tập lưới cái cô vô tích bị chạy cái tay này dân thử score cùng lực lang vĩnh miền bà không ca phơi star thì cái đó bị bán bán chạy chỉ phí nó miền default star thì cái đó hai lần miền star thì cái đó thì star thì sẽ không phải mở Facebook là
យើងពីបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតឡើយយើងស្គាល់ពាក្យថា Nick Hook Nick Hook Nick Hook Nick Hook Round ទៀតបាទ Nick Hook ហ្នឹងស្អីគេគេថា Nick Hook ហ្នឹងវាជា Exit Interface យើងអាចឃើញមែនទេយើងអាចកំណត់ Nick Hook បានហ្នឹងតាមរយៈ Exit Interface អូនិយាយឲ្យស្រួលជើតា Nick Hook ហ្នឹងគឺជាស្អីNick Hook ហ្នឹងគឺជា network ជាក់លាក់ណាមួយដែលយើងភ្ជាប់ទៅកាន់ហើយយើងភ្ជាប់ទៅកាន់អូខេឧទាហរណ៍ចេះគូសុំបកហើយនេះណាបាទរូបនេះឧទាហរណ៍ថា router 172.21 នេះវាចង់ភ្ជាប់ទៅកាន់អា router 172.20អញ្ចឹងអា interface មួយដែលនៅក្នុង router នេះក្នុង router 172.20 នេះគឺជា nick hook របស់អា .21 នេះឧទាហរណ៍ថា 172.21 នេះគោលម្ដងគាត់គាត់ចង់ភ្ជាប់ទៅកាន់ចង់ route ទៅកាន់ 172.20 នេះអញ្ចឹងអាច្រកគេហៅ exit interface ហ្នឹងគឺជាផ្លូវដែលវារត់ទៅសួរថាតើដើម្បីឲ្យ network 172.21 ហ្នឹងរត់ភ្ជាប់ទៅកាន់ 172.20 ហ្នឹងតើវាចេញតាមច្រកណាអញ្ចឹងអាច្រកដែលវារត់ចេញហ្នឹង interface ដែលវារត់ចេញហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា exit interface ណា exit interface អញ្ចឹងនេះ exit interface ឡើយនេះដូចជាតាមមុខទៀតមានហើយមានបញ្ជាក់បន្ថែមតែឥឡូវយើងមកចប់ slide តិចទៀតមួយទៀតគេនិយាយពី directly connected static route គេថា only the router exit interface is specific directly connected static route ហ្នឹងគេថាយើងអាចដឹងវាបានជាក់ច្បាស់តែម្ដងគឺដោយពឹងផ្អែកទៅលើ exit interface តែម្ដងហើយហៅថា connected បើថានៅក្នុង router ឧបករណ៍ router យើងមួយវាអាចមានរុនច្រើនវាមានរុន2រុន3អញ្ចឹងទៅបាទរុន network ហ្នឹងណា port network ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអា port 2 3ដែលនៅក្នុង router តែមួយណាហ្នឹងគេហៅថា directly connected ណា directly connected អូខេបានលើកោទី3 fully specific static route មាន nick hook មាន directly connected មាន fully specific static route fully specific static route គេថាវាជាហើយនឹង exit interface ពីរបញ្ចូលគ្នាអាទី1ជាក់បានតាមរយៈនេះអា directly អាចបញ្ជាក់តាមរយៈអា router exit interface អាទី3 fully specific នេះ specify static route នេះវាគឺជាnick hook IP address សំជាមួយនឹង exit interface ហ្នឹងហៅ fully specify static route អានេះឃើញ channel IP route s នេះយើងមើលរូបlab គេដាក់ឲ្យនេះមាន router 3អានេះគេនិយាយអំពីអឺបើខ្លងឆ្លាយបាទគ្រូចុចទៅ internet វាយើង slow ដែរឡាយគ្រូខ្លងឡាយបាទរូប lab នេះគេបង្ហាញអំពី nick hook static route nick hook
static round chẳng như nói là nick hoop static round dừng ai cầm nọt bán tam rồi dễ nick hoop IP address dừng mơ rút nó không nè bà nó không bỏ off để cái đạo ấy miền lịch mua lịch phì thấy nhé lịch mua lịch phì dừng mơ IP này chắc dừng mơ từ lơ IP IP nó cứ cái phơ ca route rồi viên IP mà rồi chật phí cho mà rồi học cùng bấy cho phí cho tốt bà này vợ mùi nắng tất cả này vợ mùi tiết bà rồi chật phí cho tập mũi cho phí cho phí thấy nhé chân kê tha à mà rồi chật phí cho đọc bà mùi cho phí nông à nóng khi hai ta chỉ nịnh hụt và chỉ IP nịnh hụt hai vị chia rút tí bí cái nhiệm bí directly connected nắng chăm phê nè top nè directly connected nè ba trua tê à nắng directly connected cả nà route interface để tôn chỉ môi năng directly này thế này tha cứ vi thật nó không router tại mũi lâu giờ mơ rụp cái này tại cái cô chỉ nhà pro nhau ấy thấy router năng cái bàn thôi cả route rồi viên IP rồi viên network mà rồi chặt phí chặt đọc là mũi chặt mũi chặt số từ căn interface mũi đại dương ao hao thái interface s số là số là số nó ngay hao thái directly connected ba đi rào giờ mới đấy a serial s số là số là số việt nam nó lơ router mùi nắng a mà rồi chất phi cho đọc của mùi cho phi cho mùi nó cứ nâu lơ nắng và thế nè à cho phí nó còn ngầu mày cho rồi chất phí bà này thằng lớn này cái số này cho bậc cán là real và port là real cái này là số rồi này bà nâng hai đợi click này thành chấn giờ mơ khăn ông lẹp bay nắng dương miên khơi một hết directly connected study road nó chùm luôn bay nâng lẹp nắng này nhưng khởi nguyên chùm nguồn 7 sốt tay chiều phép directly đây cái đỏ màu nặng dưỡng mơ em rồi chất phi chất tập mũi chất mũi này thằng lơ đi à lơ cái đi việc cho một cánh hot mũi hà ta xô tạc xô tạc xô ho tập về dưỡng mơ vừa toát tí phí bảo thọ tí mà rồi cao phi mà đỏ nè rồi cao phi này rồi cao phi nó ra tên thằng Sam chắc một đôi cà phí nữa việc cho tất cả là mũi nữa cho tất cả eh zone class zone class zone ta lấy mất chúng nói như cái nhiệm pi fully specified static route dựng đăng ai ta fully specified static route dựng anh mơ việc bán đời phân phải pi là cả mẹ đi mũi dựng phân phải từ lơ exit interface hai mũi tiếp thì dựng phân phải từ lơ nick hook IP address đó là dựng mơ mà bà lại đi cái nhiệm pi comment pay comment là dân pra cho tôi mùi ca verify static route dân mơ ta ta network dân nước ban min static route tự căn xây cái class hai bộ phần xây cái class miền directly miền directly static route rồi mùi có miền fully static route rồi mùi có miền bộ phần nick hook static route tương tự
ឧទាហរណ៍ថា comment គេដាក់ថា comment so ip route មួយទៀត comment so ip route static អា so ip route ហ្នឹងគឺវាហាយមកទាំងអស់អាចប្រភេទ route យើងប្រើ route ប្រភេទណាមកទាំងអស់មួយទៀត so ip route static ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញតែ route ប្រភេទ static ទេណាអមួយទៀត so ip route network network ហ្នឹងគឺគេដាក់អសរៀងព្រាលហ្នឹងដោយសារអី line network ហ្នឹងគឺយើងមិនវាយពី network ហ្នឹងទេគឺយើងវាយ network ណាដែលយើងចង់មើលថាតើ network យើងមួយហ្នឹងបាន route ទៅកាន់ស្អីគេខ្លះណាបាទមាន route អីគេខ្លះអានេះគេនិយាយពី default static route យើងមើលយើងឃើញវាប្លែកយើងមើលមិញឃើញមាន IP ត្រឹមត្រូវហ៎ហើយទៅអានេះអត់ទេអានេះគឺ0 0ទាំងអស់ហ្មង IP 0.0.0 subnet mask 0.0.0 អេចឹងយើងមើល default static route គឺ network វា 0.0.0.0 តែម្ដងអត់មានកំណត់ជាក់លាក់ទេហ្នឹង default route វាខុសពី static route អត់ទេអោះមកយ៉ៃមានអីឆ្ងល់មកពូយើងប្រាប់នឹងមានលក្ខណៈមិនតន់តោះណាវាមិនតន់ទៅឆ្ងាយមែនហ៎អត់ដល់មកនឹងហ្នឹងទៅអត់តន់អត់តន់ទេអឺអត់អីខ្ញុំថតវីដេអូទុកណាអត់អីវីដេអូគ្រូខត់រីខតទុកឲ្យតើខ្ញុំរីខតទុកដែរណាមួយទុកមើលវីដេអូគ្រូឲ្យមើលនៅក្នុងបានកូពីឲ្យក្នុងតាមចូល Telegram ប្រាប់លីងក្នុង YouTube នៅក្នុង Google Classroom ហ្នឹងកម្មវិធី Google យើងហ្នឹងគ្រូបានផ្ញើលីងឲ្យហើយហើយណាបាទតែអានោះវាផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តហ្មងតែអ្វីយើងពុំតែឥឡូវនេះគឺទ្រឹស្ដីសតតែទ្រឹស្ដីសតតែគួយគួយអូយយខោអលកោទៅអូឡាទៅមកគួយអូបើយកស្តាតស្តាតិកក្រោតមកមកគំនិយាយឡើយណាស្តាតិកក្រោតស្តាតិកក្រោតតើគូសង្ខេបឲ្យខ្លីវិញទៅថាបច្ចេកទេសក្នុងការ route នៅលើមេរៀនឧបករណ៍ Cisco route គេបានបែងចែកជា2ធំធំ dynamic route ហើយនិង static route default យល់ទេ dynamic route ហើយនិង static route ប៉ុន្តែមេរៀនយើងកម្រិតនេះគឺយើងរៀនគ្រូពង្រឹងយកមកនេះគឺលើកយកប្រភេទមួយគឺ static route ណា static route មាន dynamic route static route តែអ្វីយើងពុំតែនិយាយពុំតែរៀនវគ្គនេះគឺយើងរៀនតកតងជាមួយនឹង static route អត់តនិយាយដល់ dynamic route ទេដល់ទៅ static route ហ្នឹងវាបានវាមាន2តូចតូចក្នុងហ្នឹងទៀតវាមាន1គេហៅថា default static route ឃើញទេ1ទៀតគេហៅថា static route ហ្នឹងមកយើងកុំច្រឡំឈ្មោះវាអាមួយវាជាឈ្មោះប្រភេទនៃការ route ណាមាន dynamic ជាប្រភេទ route មួយ static ជាប្រភេទ route មួយប៉ុន្តែនៅក្នុង static ហ្នឹងវាមាន2តូចតូចទៀតវាមាន default static route ហើយនឹងវាមាន static route ណាបាទនេះយ៉ាចុះខ្ញុំជួយខោវីដេអូនេះវីដេអូគូនេះខោវីដេអូទៀតដល់ហើយលើដែរអីទៅខាងហ្នឹងហើយគេអត់ការមែនហ៎ហើយអីលឺបាត់ចម្រៀងណាតោះនេះតោះនេះអ្នកសួរមិញតោះនេះ
រតនារតនាអូខេ 20% លោកគ្រូអីបាន 20% តិចមកមែនលោកអើយលោកគ្រូbefore Sarik Road ហើយនឹង Static Road នោះយើងមានបែងចែកតាទៀតលោកវិញមិនវិញមិនវិញមិនមានអីទៀតលោកគ្រូលើតែលឺយ៉ាងសោយអត់ច្បាស់ចង់ឲ្យច្បាស់នឹងបន្តិចbefore static road ហើយនឹង static road នោះមានបែងចែកតាណាទៀតលោកយើងអឺនៅក្នុង static road ហ្នឹងយើងនិយាយមិញហ្នឹងវាមានប្រភេទយើងត្រូវស្គាល់អីគេគេហៅ nick hoop ហ្នឹង nick hoop បានវាមាន directly connected នេះមើល slide ព្រោះហ្នឹងនេះនេះនេះគូខ្លាញ់ slide មកហើយវិញនេះនៅក្នុង static road ហ្នឹងនេះវាមាន3នេះទៀតនេះអា3 tray នេះអាសតដល់ធំហ្នឹងឃើញទេវាមានបែងចែកអា3ហ្នឹងទៀតតែយើងនិយាយទូទៅមិនចាំបាច់ខ្វល់មើល3ហ្នឹងមែនទេណាបាទវាតកតុងមួយការងារអឺពេលយើងធ្វើការងារមែនតែនមិនសូវជាលំអិតទៅលើអាហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងណាតែយើងស្គាល់វាទៅព្រោះអីឧទាហរណ៍ដូចជា directly connected static ground នេះទូទៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ឧបករណ៍2ហ្នឹងដោតខ្សែជាប់គ្នាទៅវាមានមកស្រាប់ហើយលើឧបករណ៍ហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងត្រូវស្គាល់ថាស្អីទៅហៅថា nick hoop ໃຊ້ទៅຫາថា exit interface ນີ້ເມື່ອວ່າມີປຽນ nick hoop ວ່າມີປຽນថា exit interface ນະຈັ່ງປຽນ2ນັ້ນຍັງຖືສະກອລໃຫ້ຈ្បាស់ຜູ້ຍັງເມື່ອ train ນະກໍມີຫຍັງວິປຽນນັ້ນໄດ້ nick hoop exit interface ແຫຼະວ່າມີປຽນປຽນນັ້ນລະຫມົດຈັ່ງຍັງຖ້າວ່າ nick hoop ໃສ່ໃດ nick hoop 1 nick hoop ໃນປຽນ train បាទមួយទៀតគេហៅថា exit interface IP address អាយគូគូនិយាយថាពីថា nick hoop nick hoop ហ្នឹងគឺគេសំដៅទៅលើ interface រន្ធអាខ្សែមួយខាងដែលយើងត្រូវដោតទៅទៀតថាយើងមានឧបករណ៍ router មួយរបស់យើងនៅដៃយើងយើងដោតពីរន្ធឧបករណ៍យើងភ្ជាប់ទៅកាត់ឧបករណ៍មួយគេទៀតហ្នឹងគេមានរន្ធមួយគេមួយទៀតអញ្ចឹងអារន្ធដែលយើងដោតទៅរបស់គេហ្នឹងអានោះគេហៅ nick hoop ហ៎ណានិកហូបអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់រត់ចេញពីនេះមួយចូលទៅមួយអាហ្នឹងហៅថានិកហូបបាទឥឡូវយើងមើលគ្រូបើកឲ្យគ្រូបើក lab ឲ្យចេះមកមើលកុំព្យូទ័រហើយគ្រូនឹងនិយាយបញ្យល់នៅក្នុងហ្នឹងឲ្យពេលដែលយើងអើពូមានអីគេមើលអត់មានពូមានណាចង់មើលពូមានគ្រូដល់ក្នុង external ទាំងអស់ហ្នឹងចឹងអឺពូមានគ្រូសកូរណាចកូរណាអត់អីយើងនាំគ្នាកងូតទឹកដូចផេងចឹងយើងកងូតទឹកទៅកូរណាវាហ៊ានមកក្បែរគឺជាបាញ់លេរៀបពតទៅមួយទៅខាងតែមិនបាញ់ទៅទេយកអាហ្នឹងគេ log in ហ្នឹងអាគេ log in ទេអីគេចាក់ចេញក្លិនហ្នឹងចាក់ខ្លួនតែចង់អួតបាយហ្នឹងជួយនេះញោមបាយម៉ោងរៀនហ្នឹងរៀនរាទេបាយប្រាជួយម៉ែរៀនប្រើសិបាយប្រើទៀតអីទេរៀនអនឡាញហេងរៀនប្រាខាងប្រាតែកុំភ្លេចគ្រូគ្រូរិកອດវីដេអូយើងនិយាយគ្រូរិកອດវីដេអូអាហ្នឹងយកទៅលើវីដេអូបាទគាត់អើយគ្រូអាចនឹងបោះទៅក្នុង YouTube ណាណាណាអូអបែងអបាយអេខ្ញុំទីបាយពេងយកបងខ្ញុំគាត់អាចដល់កាលគ្រូបិទទឹកគ្រូញ៉ាប់អារឿងកម្មវិធីណាម៉ែអ្នកហ្នឹងលោកគ្រូយើងរៀនរងថ្ងៃមែនរៀនរងថ្ងៃម៉ោងហ្នឹងរងថ្ងៃណាយើងរៀនរងថ្ងៃគ្រូមេរៀនយើងអាចប្រឡងពេលណាបាទឡងពេលណាប្រឡងពេលដែលចប់មេរៀនគ្រូឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងទៅរៀន3នាក់
ខ្ញុំកំពុងតែរៀន3នាក់ចិត្តទៅប្រឡងយើងធ្វើមិនប្រឡង3នាក់អូ3នាក់3នាក់ណា3នាក់មួយណាគេនៃពៅហើយយាវហើយខ្ញុំមានអីនៅជុំនេះចឹងល្អព្រោះយើងអេកម្មវិធីគ្រប់វាទី log in ហ្នឹងផ្លិច password បាត់ទៅហើយបងប្អូន no ដឹងគ្រូនិយាយបែរខ្ញុំដាក់ internet ហូត internet អត់ហើយមកមកវិញណាចេះគ្រូដាក់ដាក់ហូតមកបានគ្រូដាក់គ្រូនិយាយតិចដាក់ដាក់ហូតវាបញ្ហា internet ទេបាទដែរគេទៅមកវិញធ្វើម៉ូតូhing ông bảo là xin ai mà nhanh chọn mua cho YouTube của ai đặt giá anh hay là để to rồi thôi cho lại chơi subscribe YouTube cho mua hàng nhá cảm khi quyền đang việt tiền lọc cái này đặt bật internet đặt vào dây mà cái này tiềnចាលកលោកអ្នកគ្រូអត់ចូលយ៉ាងណាហើយតែគ្រូមាននៅនឹងតាអ្នកគ្រូនេះគ្រូនិយាយហើយមិនហ្នឹងហើយគឺនឹងគ្រូណាចាំអ៊ីនធឺណិតទៅណាបាទគាត់ហើយអីអ្នកគ្រូគេពុំតែនៅស្ងាត់ស្ងៀមល្អមកគេហើយអូគេគ្រូចូលបានគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់គេមិនដូចយើងប្រោប្រងទេតោះឥឡូវយ៉ាងជាមើលណាគ្រូលើឧទាហរណ៍បើយល់តទៅជាមួយនិកហូបទៅមួយអីចឹងណាឥឡូវឧទាហរណ៍គ្រូយក router បាទមាន router យើងហ្នឹងមានចំនួនបាទប៉ុណ្្នឹងទៅហើយតែ2សិនចោះស្រួលយល់ដាក់ច្រើនពេកខ្លាំងបាទវិញបាទគេតែវា record screen ទៅវាទៅជាកម្មវិធីទៅជាវាវិញទៅនេះចឹងដល់ពេលដែលគ្រូនឹងធ្វើការភ្ជាប់តែបាទតែណែខ្ញុំតើគ្រូតែកឬក៏អ៊ីនធឺណិតតែកអត់ទេណែខែខ្ញុំតើគ្រូមានអីនៅចិត្តតែហើយយើងមានកុំតែវិញតែកតែកពេលដែល record screen វាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាតែយឺតយឺតដែរណាកុំព្យូទ័រគ្រូហ្នឹងណាតោះឥឡូវយើងមើលនេះគ្រូគូរូបបាទមើលទៅវាស្អិតហ្នឹងនេះគ្រូគូរូបនេះអញ្ចឹងយើងមើលតាអាមួយណាឥឡូវយើងនិយាយមើលតាអាមួយណាជា nick hub មួយណាជា exit interface យើងមើលណាគ្រូដាក់ឲ្យជាក់ស្ដែងចេះអូឡាយនេះឡាយឃើញបាត់ហើយពេលតូចចឹងទៅចង់រួមមួយតូចចឹងរកកន្លែងឡើងចង់ឃើញខ្ញុំចេះមក
bạn này kia trong auto bạn này kia nè thì họ tha network nè à chủ viên sai nè à gig zone slash mũi hay mà hàng router mũi này gig zone slash zone nóng nắng vì miền network mũi cũng đã tha lâu thì đọc 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 zone và là chạy cho và chẳng hạn nè đang mùi hay đập về nơi nè à run hàng router mùi nè vì pra IP đọc chạy đọc chạy mùi nhưng mà nè à ní network cana kê xe chạy số nó cứ dùm nào từ lơ network à xong con lơ network à đập về ní chạy mũi máy thang nó lấy chạy mũi nó chạy mũi nó cứ kê dùm nào từ lớn nè à run được sai chính nè thấy nhé run được sai chính vì router mũi nó này nắng á phụ ấy bây dân chỗ được phải cỡ mình dân tại IP bên nó lơ là port interface mũi mũi năng mình chăng thử ấy à lập bây đặt hà mũi ní cái pra đóp chọc đóp chọc đóp chọc pì nè nhé chăng khanh à bà lo cả đá dân bệnh vậy tới chi cụ đã sống có sống đá lên network tiền mù phụ nữ đang hay là kanake là xây làm phải phút ba này tha vì ai bên IP cao nhất vì mũi đó vì rồi hai tập ra mình chân thử ấy tại chạy sát là lần này phụ bị trô tập vô mà phở tập phí ấy, phụ dân thử cao rôn tập phí nữa thật ra từ mũi này mũi ra từ mũi dưới năng chân mà khang mũi khang mũi thử cao tập phí ấy. Chân cụ vô lấy mũi lịch phí mòn mũi lịch phí tạm đòn chân lâu đầu viên IP lịch mũi lịch phí này dân thằng co thằng mách à mũi na chìm lịch hút hai à mùi na vi chi à và phép directly cần đặt tip nè cũng xua pin đang tấn cho tôi mới lúc xong xuống nó na chỉ exit interface nó cũng nè để lơ ra tơ pin này nó cũng cu thập pin à mà cũng cu buôn phải ấm rồi tờ bà ba nó cũng cu thập pin à phụ xua ta trở lại na đa sầm call chia exit interface à ná đa sầm call IP lịch hụt cái được ba lại đập chạy mềm đập chạy đấm chạy đấm hay chạy pi năng lịch hụt mày vô lại ban lên năng lịch mới cho bạn đập chạy mui chặt tay nè năng lịch hụt đây nick hút lúc là lại nhờ top check pi hay top check mũi lúc là lại nhờ ron là ron top check pi ra từ mũi nó luôn chơi 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 top check pi top check mũi ba này thằng chứ ô tiêu tha bởi dương từ ca phơi chuột dương chuột á anh như dương chuột á dương nằng chuột pi nè router mũi nè router bạn đại mình anh bị đập mũi dương chuột pi dương phơi ca router pi thằng can router đắp chạch pi bạn chân rổ viên IP pi nâng sai to chuột pi nâng ảnh nâng kia hao tha chia directly connected bộ ấy dương mơ viên đâu không IP network tầm mũi nâng hot jump bạch phơi ca router phải ớt à mũi đọc chứng mũi đọc chứng khi nó không nên vâng tầm mũi chân vi chia directly connected còn ta dương mấy bàn kết nè
dương miên ban kịch ha nè nào lơ rao tơ mùi mùi vì miên là sai chinh mà khổm đi mùi tiết thầy nhớt thấy đây cùng lực lang bên ta nào lơ rao tơ không mùi interface bỏ viết đây mùi rôn đọc viên nó cứ smart được mùi network nhưng chăng anh ấy miên network mùi xây chưa nè thì họ ta block sai ní vì miên IP mà rồi cao phí cho rồi học tầm bấy chạy sốt chạy đọc chạy sốt lắc phải buồn ờ hàng ní kì miên IP vào kia đá mà rồi chạy phí chạy đọc tầm mũi chạy đọc chạy sốt lắc phải buồn nè thấy nhé thấy vì miên này bao nhiêu xây gì đấy nè block sai đó nè block của đại trong của đá sai năng mà hay xuống sai năng bị chinh chô tam ná nó còn mấy mùi nè chẳng nung ra network mùi nào tiêu khủ su ta ta exit interface robot IP mà rồi cao P cho chúng nó không bấy nó exit interface mùi nè hai là mùi nào chỉ nick hụt bỏ vì chẳng bài ta bà kỳ su ta anh ta chỉ exit interface robot à mà rồi cao P nó cứ exit interface với cứ IP đọc cho phí cứ mùi có GIG mùi anh nâng kia ta exit interface đó là bên nick hook bỏ với mùi nè nick hook bỏ với đọc cho khẩu nick hook bỏ với cứ mùi nào mà nick hook với mùi nè đọc cho mùi G song slash song. Anh đang nick hub. Nick hub rồi bỏ hà mà rồi cao pí á. Oh, ba mỗi cao pí. Mà nick hub ba mà rồi cao pí á. Thục. Mời bỏ pí anh à. Tớ mời ông đi, mời ông đi đấy. Nè, nè bơ cái mà rồi cao pí chừng không bày hãy cùng xuống ra ta. À ná, chị exit interface bỏ IP mùi nắng. Bọn này vượt mùi nắng hay hai say tới chi exit interface bọn nắng hay say tới chi nick khu của bọn này đọc pi anh nên interface đọc pi nick khu miền nam là khó rồi cô miền tây à các bạn bị cao pí mới là khổm là ở lại nhà pí rồi cao vùng mũi bây giờ cùng mũi nè pí rồi cao vùng mũi đi mà lâu khang ro tận nam bên này bay nữa ai chơi kia cụ bo từ slide mê điên ao mơ tịch nịt hú nịt hú còn lòn đi hello I'm smiley in the ai nhéo để chung là được không khẽ nè nè không nè giờ mở room nè giờ mở room nè room gần đó nghe cái mềm biết là nick hook nó không năng giờ mở cái thá lấy mũi nè look for a match in routing table and find that it has two forward packet to a nick hub IP address mà rồi chân phí rồi chân phí mũi chân phí chân phí chân nhường mơ router tìm mũi nè nhường mơ ná sorry tìm mũi để cái thang nick hub của biến nè anh này nick hub của biến cửa này phí chân phí chân đọc của mũi chân phí chân phí Oh, must now determine how to reach. Therefore, it research a second time for. Chẳng. Nick Hub. Thì thằng Nick Hub bỏ all bỏ nắng á. Nick Hub bỏ vía. Cứ ở mũi nè. Nẹp hòn nè. Nick Hub. Chẳng dừng mơ bỏ dừ dừng bỏ mà bỏ dừng quỳnh
Nè bỏ dơ mình, nè khu mùi nè, nè khu. Nè khu bỏ dơ mình đã đắp chút hít. Mẹ nè. Mơ tụi búa. Mẹ. Nè khu bỏ dơ mình đã đắp chút pi. Đó bê lại nhờ in được phát. Đắp chút mùi. Này khô bụi nè, này khô. Bà này khô bụi biết cứ làm nó nghe. Đọc chơi pi đúng không? Thở quá. Nó bà nhé, nhưng vậy thở à. Nè, này khô bụi à. Này khô bụi à. Chứ bà này khô. Bỏ năng mình mùi nè. Mình cũng xuống này khô bỏ đi. Hả lâu cũng xuống này khô bỏ đọc chơi pi mình. Này khô bỏ đọc chơi pi à. Này khô bỏ với ai cơ. Đắp chích mấy rồi mới gọi đắp chích xôn. Không mùi à. Phép tại IP kia ta thì à xôn nó cứ đồng nang hay network thế à xôn nó như cũng rõ phía châu. Xôn nó cụ xe còn xong con network đó. Có phải nên thuốc bỏ mùi nắng bia. Đập chích. Mới nè, xin chui slide đi mới. Thấy slide dùng rốt slide riêu ấy. Còn là riêu ấy. Nếu có slide á, thật á. Chạc xa ấy. Chính bà chạc xa ấy. Học bà có đấy. Cứ chấp xin là chúng ta là Nick Hook bỏ network mà rồi học bí nâng. Mà rồi cao bí, Nick Hook biết cứ. Mà rồi cao bí. Đập chích bí. Lâu xuống Nick Hook bỏ đập chích bí nâng vậy. Bà đây này khủ mới này khủ thằng này bắt này khủ. Này khủ về rót nè. Rót nè mình khi bay nè bọn này khủ này ai đây nè. Mà chui lại nè mới. Này bố slide bắn luôn. Nhà mặt dương lên nèo. Nói. Ta mặt toán. Đã bay thơ rau bán. Đã bay rau bán á. Cô mua được thang cư nông ca rau á. Vịa thả rau. Tôi cũng nhé. Vịa thả rau cứ về slide sổ vô ta. Chỉ ca to chóp rồi viên. Network phí xanh khí. Ở score khí bàn. Ở chóp khí bàn. Chỉ thông đá network, Tristay network, Kana network phi. Nhưng mới được IP đọc cho số thì nâng IP, sorry, IP mà rồi cao phí. Chỉ mua nâng các ba lịch đọc cho chứ. Kana IP bấm nâng cái hai ta network xanh nè. Chỉ thông mà chiếc bảo viết network xanh nè, chắc ọt ai score này bà nè. Chắc đọc về cái miền bởi chạy tên hông ca thơ rao nâng cứ cái ai thơ ở phí nâng score này bà. Nó cứ chạy tên cả rào. Còn ta đang bây giờ anh phương ca nghe rào mà. Dương thử score nữ. Bị cần lư. Mà chẳng luôn. Đại cụ cùng dây mấy nè. Tại dương thử score ta. Anna tớ chia nịnh hút. Anna tớ chia exit interface. Ây tớ đề hào tha directly connected. Ây tớ đề hào tha fully. Và specify fully connected nữa. Hay ấy tới hao ta nick hook route nó slide giống nè nè đảm bây giờ ai thơ ca route bán giờ là score bay đang ở chỗ bay để cụ cùng xuống xua bay đó nè xua rồi bay đó nè xua rồi bay năng hơi xua rồi exit interface thì nó không biết này ta mình không slide bên này ta mà slide mình nắng nè bù xua rốt đấy exit interface nhưng mà tre tí phí nhưng mà exit interface bù xua rồi năng ở dưới score ta mùi nó exit interface bù dân coi exit interface đang bay ấy dưới score exit interface đang bay dân đăng thả ta network bỏ dân mùi cho từ căn kê mùi xây tiết ấy về thử cho trình tam plug nè đang bay cho từ kế nó trình tam cho nè bà dân ở score là exit interface đang phóng ở đăng thả thử đa plug nè thế nó đôi spin chứ dương chân xlong bị một hang tới một hang ấp đăng ta xlong tam mùi nè ấp đăng người xlong tam ấy chẳng exit interface nắng vi chỉ trọ đại trình tờ rô kì
hay nick hub như thử score lại ta nick hub như na chứ chính chlong spin tới đi chúng ta tự rô nè na tự rô sấy kế chứ tự rô cứ tự rô ở nick hub nưng hay tự rô nó cứ tự rô ở nick hub nưng hay đâm bay tự rô nick hub bán cứ dân thật đăng hay anh thử chlong được tam phlâu na chính tam phlâu na a nưng đai kêu tha exit interface nưng nè bà đó là pay fully specify nè trade đi bay nè fully specify starting route nó chơi thế cứ về miền tầng pi đang châu khnì miền tầng nick hút miền tầng exit interface châu khnì tạm đó anh nó là pay đại dương phơi là pay đại dương quay comment route tới thời ca prà tụi cụ ơi mơ comment nè lâu tụi cụ ơi mơ comment muối nè 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 khởi tụm rung route của kia khởi kia miền IP address nhưng mà lại cái ba khía đi IP address hai nâng exit interface mở đi mở xuống exit interface scroll một tí em port marine tí chắc bay bây giờ này dân tích bây giờ nè ô mẹ anh đây họ đây pi hà pram pi hà pram họ trâu chung hòa là rô tí ho để tôi chỉ vui nâng về rau mới rột bạn thôi thôi chọc bà ra con thanh rau này về miền tây static route default static route cụ trong ao vô là perfect static route à default static route bị sụp lẹ sâu nó bị sụp lẹ tại cụ trong vô là miền IP chết đây perfect static route tạm đó để mình vô default static route để vô static route lộ đây kia pin tông pin tông tông mũi bỏ vô xe vô món sư rồi thành phần tử không có đồng hồ mẹ này chỗ ăn ca đất mẹ này lộ chính nè thì họ đó chẳng mở nát thì họ ta cụ quay comment tha IP route to mau nè lệch IP đài là rồi tuần nã bài mò đang bài hát internet đây nè comment IP route top máu tụi bây giờ tha bỏ dớn tụi bây giờ tha mà rồi cao pi cho mà rồi học làm bấy cho
ហូបមកយ៉ាងចុះខ្ញុំ slow ឬខ្ញុំលើកពុកដាច់បាត់ឡើយនេះខ្សោយរួចខ្លោកមានអីខ្សែមេរៀនមកក៏មានកន្លែងហ្នឹងគ្រូចង់បង្ហាញកន្លែងហ្នឹងឲ្យគ្នាយើងតិចអាកន្លែងគេបង្ហាញពីនិកគូបង្ហាញពីអីនៅក្នុងរូបហ្នឹងណាចប់បានបន្តិចហើយយើងអាចជុំពេលធ្វើសម្រាប់ធ្វើ midterm នេះឡៅទីហោតាម lab រូបរបស់យើងតែម្ដងទៅគ្រូយករូបរបស់យើងមកនិយាយមកបាទទីហោថាឥឡូវគ្រូនឹងធ្វើការ route នេះធ្វើម៉េច route ឲ្យ network ដែលមាន IP នេះអឺ 10.10.10 នេះឲ្យស្គាល់គ្នាជាមួយនឹង192ណាតើគេធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងវាយមាន comment មួយគេហៅថា comment IP route បាទលោកគ្រូលោកគ្រូអត់ទាន់បង្ហាញនៅកន្លែងនេះហ៎លោកកន្លែង network ហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវចាំមើលណានេះ IP ដែលគ្រូវាយនេះ 192.168.10ចុច0តាមមក255អាស្លាម24ហ្នឹងវាមានន័យថា255 255ណានេះក្នុងរូបគ្រូសេស្លាម24ហ្នឹងណាបាទ255 255ចុច0នេះអញ្ចឹងគ្រូនិយាយឲ្យថាចង់ឲ្យ network ដែលមានលេខ 10.10 ហ្នឹងឲ្យវាមកស្គាល់ជាមួយនឹង192អញ្ចឹង192នេះជា nick hook នេះអា network 192នេះគេហៅថា nick hook អញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់មកកាន់អា nick hook នឹងបានគឺត្រូវការមាន exit interface អញ្ចឹងយើងមើលអា10នឹងចង់មកស្គាល់ជាមួយអា192នឹងតើ exit interface មួយណាមុនហ្នឹងគ្រូសួរផេងឆ្លើយគឺគ្រូសួរពីអា192ហ្នឹងទៅកាន់អា10វិញឥឡូវសួរត្រឡប់មកវិញអា10
ក្បាល10នេះមកកាន់192នេះតើ exit interface មួយណាអេ exit interface គឺ G នេះនេះនេះ G IG 0 plus 0នេះអេTIG phone ហ្នឹងជានេះមកវាមិនហ្នឹងហើយហៅថា exit interface នោះចាំឲ្យថាភ្ជាប់មកកាន់អា IP 192ហ្នឹងបានតលតែអញចេញតាមច្រកហ្នឹងមកបានភ្ជាប់មកកាន់នេះចេញតាមច្រកនេះពេលលោកគាត់ GIG ហ្នឹងជាអីគេលោក interface ឡើងពី interface router តា interface ហ្នឹងហើយនេះខ្សែអារ៉ុនដល់ខ្សែចេញមកហើយ interface ហ្នឹង interface ជាពី router ហ្នឹងមកមកនេះនេះដូចលើឧបករណ៍មួយនេះគេប្រើពី FA FA ហ្នឹងមកពីថា fast ethernet អាហ្នឹងជា interface គេហៅថា interface ហ្នឹងដែលគ្រូនិយាយថាបើយើងនិយាយភាសាដែលអ្នកមិនមែន IT គេហៅថារ៉ុនដោតហ្នឹងអារ៉ុនយើងដោតខ្សែនេះទៅខ្សែអ៊ីនធឺណិតចូលហ្នឹងគេហៅថា interface ហ្នឹងហើយមេសាបច្ចេកទេសយើងលឹងគេហៅថា interface ដូចនៅលើកុំព្យូទ័រ laptop យើងមិនមានកន្លែងដោតខ្សែអ៊ីនធឺណិតឃើញទេអញ្ចឹងអាដោតខ្សែអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអារ៉ុនយើងដោតចូលហ្នឹងគេហៅថា interface អញ្ចឹងក្នុងនៃគ្រូសរសេរអក្សរមួយជួរហ្នឹងអា IP route នេះអក្សរនេះគឺជា common តែនេះអានេះគេហៅថា nickhook ណែអានេះគេហៅថា exit interface អីបាទ exit interface បាទអូខេឥឡូវគ្រូគិតថាយើងអាច slash មេរៀនធ្វើប្រព័ន្ធហ្នឹងសិនហើយយើងទៅមើលអាកម្មវិធី Google Classroom យើងដើម្បីធ្វើជា midterm ប្រឡង midterm ណាហើយបាទខ្ញុំចាប់ដល់ធ្វើឥឡូវហ្នឹងហើយ submit ឲ្យគ្រូនៅក្នុងកម្មវិធី Google ហ្នឹងកាលណាយើងធ្វើហើយវាមានប៊ូតុងចុច submit យើងចុច submit មកញ៉ាំឲ្យគ្រូដឹងហើយឥឡូវមានអីសួរណាមុនបញ្ចប់ទៅហ្នឹងយើងមានអីសួរគ្រូហើយអញ្ចឹងគ្នាយើងបាន10នាក់ដែរច្រើនដែរណាដូចនិយាយនៅក្នុងថ្នាក់ដែរណាបាទអីតោះឥឡូវមានអីសួរទៀតទេមើលវីដេអូគ្រូបង្ហាញគ្រូផ្ញើឲ្យនៅក្នុងនេះហ្នឹងបាទនៅក្នុងយើងកូពីតគ្នាក្នុងគណៈផងហើយគ្រូផ្ញើលីងឲ្យផងហើយឥឡូវហ្នឹងសេចូលនៅក្នុងអា Google ហ្នឹងទៀតមើលអានោះបន្ថែមតិចតើចំណាយពេលមើលដូចជាមិនដល់កន្លះម៉ោងហ្នឹងវីដេអូហ្នឹងជិលគ្រូឲ្យឡាញ midterm គ្រូឲ្យដែរណាអាហ្នឹងគេធ្វើមានពេលកំណត់ដែរមែនមានដែរមានពេលកំណត់ដែរឥឡូវគ្រូតាមពិតគ្រូឲ្យធ្វើតែកន្លះម៉ោងឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើម៉ោង 8:02 នាទីឥឡូវគ្រូដាក់ថាឥឡូវម៉ោង 8:40 ទៅផ្ញើមកឲ្យគ្រូវិញមិនអីមានអីឆ្ងល់ទេនេះយើង10នាក់ដែរនេះអពទៅអត់មានលើអីពីវីដេអូគ្រូផ្ញើឲ្យទាំងទីទៅពេលមើលវីដេអូដូចតែគ្រូមើលវីដេអូហ្នឹងគ្រូនិយាយខ្លីៗចេះហើយនិយាយទៅថ្ងៃនេះវាស្តាដំបូងហើយដូចជារៀងរដាក់រដប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតផងជាមួយកម្មវិធីផងគ្រូឡើងចង់ភ្លេចអស់ចង់ភ្លេចអាមេរីនៅត្រូវនិយាយមួយយើងចង់ភ្លេចអស់ចង់កៀងហ្នឹងចង់កៀងខានប្រាំសិនយូរគ្រូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថាបើសិនតែខានរៀនតា2-3ខែទៀតចប់គ្រាន់តែគ្រូបរៀនរហូតហើយនៅចង់កៀងមកកូនសិស្សទៀតមែនវាមានអារម្មណ៍ថាដូចរៀងរដាក់ដបអត់សើនេះអ៊ីនធឺណិតគ្រូមានបញ្ហាទៅមើលមិញមែនបាទមានអីសួរទេយើងចាប់ដើមធ្វើ midterm ណាគ្រូទុកពេលកន្លះម៉ោងក្នុងការធ្វើ midterm យើងរាប់ពីម៉ោងដែលយើងបិទនឹងទៅគឺយើងធ្វើ midterm ណាគ្រូ midterm លឿនណាស់គ្រូ midterm សំណួរភិកសោះគ្រូអាឡាញ់ខ្ញុំហាត់ជើងគ្រូឲ្យធ្វើអានឹងសរសេរពីអីគេលឺសំណួរនេះតាសំណួរមួយគេហៅ short answer ចម្លើយខ្លីៗនិយាយខ្លីៗហើយសរសេរចម្លើយខ្លីៗដូចថាគ្រូសួរយើងសរសេរចម្លើយយកមកចម្លើយពាក្យកលឹកលឹះវាហ្នឹងណាពីលំហាត់ក្រោមពីលំហាត់ក្រោមហ្នឹងណាពីលំហាត់ក្រោមហ្នឹងហើយដល់ពេលអាមួយទៀតសិតសំណួរច្រើនណាហើយមួយច្រើនគ្រូដាក់វងកញ្ចក់ឲ្យមានអាច្រើន5ច្រើន2ច្រើន3អញ្ចឹងទៅមាន4មាន5អញ្ចឹងណាគ្រូដាក់វងកញ្ចក់ពីមុខឲ្យហើយសេខ្មែរមកណាលឺអីនេះខ្មែរ
เด็กไม่อะไม่เปียกลื้อไม่ขมายเต้สำนู้นอะไรกูยืนอะบังซีขมายไม่เปียกขมายเต้กูยืนเปียกลื้อนะยืนจมลายคล้ายคล้ายไม่ขมายเต้ที่อ่ะกูเท้าเจอที่อุปกรณ์ใบอุปกรณ์ใบเป็นขมายมาปีนะแต่อุปกรณ์สมุนไพรสัตว์อ่องเลยนะนั่นไงเราเป็นไอ้ชงอเลยมั้ยรอต่อหน้าไอ้ไอ้เนี่ยครูไว้เนี่ยมีใส่เป้ามีน่ะแกได้คอมพิวเตอร์ Acer งอเลยเอาทําเบอร์วิดีโอนะบ่ชงอลมหัดหลอดไม่สู้ลูกครูไว้ครูจะรําแฮวเวอร์ดักดุนั่นไงเราจับตรงทางไหนง่ายๆจะโบกจะมามาปานนั้นโอเคจะมือสายสายติมือครูเออไม่เอาเวียงผู้ไออินเทอร์เน็ตคู่เรียงรอไปดังเอามองผมมุ้ยนั่งเวียงยืดมันติดไปเลยยืดมันปัดยืดอายุยืดพายบูมแผ่นไปตีให้ไปถอดดำน้ากาทอมตาไว้เนี่ยผมมุ้ยนั่งเวียงด่าต้มเมื่อสายจับนั่นไงเราจะเมื่อแต่เพิ่มมีเทอมตั้งให้ไอเมื่อยูทูบวิดีโอคู่ไทม์ตั้งไอยังตอนกรรมที่นั่งอนุบอตตามวิดีโอคู่ตั้งไปน้องไม่ทำน้องบอกว่าบ้าไอ้ไซมันก็กูด่าหอยหอยได้นะน้องน้องนั้นไงเมียไอ้ไซมันเมียไม่ทำลูกคู่ไอ้ไซมันไอ้ไซมันยูทูบมันเนี่ยมุ้ยลูกก็จับไอ้ไซมันเนี่ยไอ้แนมเนี่ยไอ้กูด่าหอยนั้นแนมเนี่ยไอ้ให้ไอ้ไซมันยังเพื่อหกดอกพอดอัดติดนั่งถึงสามมิลลิคูนะแต่ไม่ทำยังโย่กับลายมองหอยนั่นไงโอเคบอกในไอซูเต้ยังตกไปเพิ่มอีกเทอมนะไอ้แต่ต้องมุ้ยวิดีโอเดี๋ยวนี้ไงนั่งเมื่ออ่านลิงก์ยูทูบเดี๋ยวกูพยายามเอานั่งวิดีโอคัปปี้กูเติมนั่งนั่งหนียี่ชิบ้าเชียงผู้รีคอร์ดวิดีโอเมนแต่ต้องอินเทอร์เน็ตเลยเวลาเมื่อดักดอกไอ้ตีให้โดยไม่รีนยังยี่ไงนั่งจังโอเคจังปั่นนั่งนะผู้นั่งกุยเมื่อมีเทอมให้เยอะโอเคโอเคยังเพิ่มมีเทอมของเราคนนี้ตั้งไม่ต้องเย่มวยนะแกเย่มือถือได้ไอ้ไอ้ไม่แกตอนเด้ยังไงนะจอมโอเคจังวิดีโอจังรีคอร์ดทำแบบปันนังสัน